Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV, hôm nay là ngày mùng 3 Tết và chúng tôi đang có mặt trong hội Tết cộng đồng thành phố Garden Grove. Hội Tết là nơi tập trung rất đông người và do vậy cũng là một cơ hội cho các ứng cử viên của mùa tranh cử sắp tới để quảng bá những cái chủ trương của họ. Và ông Phạm Kim Long, một ứng cử viên rất quen thuộc trong cộng đồng Việt Nam, không bỏ qua cơ hội đó. Chúng tôi thấy ông rất nãy giờ rất siêng và đi tự chính mình đi phát flyer cho các đồng hương ở đây. Chúng tôi sẽ có câu chuyện với ông Phạm Kim Long đầu năm. Xin kính chào ông ạ. Dạ, kính chào anh ạ. Kính chào ông Phạm Kim Long. Ông Phạm Kim Long có thể cho biết là ngày hôm nay ra phát flyer với cái mục đích như thế nào thưa ông? Cái chức vụ gì là cái chức vụ mà ông sẽ quyết định ra trong cái mùa tới thưa ông? Dạ vâng, thưa anh, bữa nay tôi đi ra trước là để thăm đồng hương trong ngày đầu năm, và sẵn ở đây có rất nhiều đồng hương đi tới hội chợ Tết bữa hôm nay thì cũng là dịp để mà mình phân phát ra một ít những cái flyer cho đến tay đồng hương cho cái cuộc bầu cử sắp tới ngày 3 tháng 6 chúng tôi run cho cái chức vụ thượng nghị sĩ tiểu bang hạt 34, và bây giờ là ông Lou Correa đang ngồi trong cái ghế đó. Chức vụ đó kỳ này ngoài ông ra sẽ còn có những ứng cử viên nào khác thưa ông? Dạ, ngoài chúng tôi ra thì có ông cựu dân biểu Jose Solorio và có cô Janet Nguyễn. Và chúng tôi nữa là ba người. Ba ứng cử viên đó ở các cái đảng nào thưa ông? Dạ, ông Jose Solorio thì ông ở bên đảng Dân Chủ, và chúng tôi, cô Janet Nguyễn với chúng tôi thì ở bên đảng Cộng Hòa. Nhưng dường như về sau này thì là đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa vẫn không phải là lựa ra một ứng cử viên, mà là tất cả các ứng cử viên đều có cái cơ hội đồng đều như nhau để mà chạy đua cho cùng chức vụ, có phải không thưa ông? Dạ vâng, theo cái luật bầu cử mới được áp dụng kể từ năm 2012 thì gọi là bầu cử sơ bộ, nhưng mà không có phải lựa ra một người cho mỗi đảng như hồi xưa nữa, mà là lựa ra hai người cao phiếu nhất. Đó, thì hai người cao phiếu nhất đó sẽ đi về tranh với nhau cái chức vụ đó vào cuộc bầu cử chung kết tháng 11. Hai cái ứng cử viên kia là những hai ứng cử viên đăng ký. Một người đang trong, đều là những người đang đương nhiệm cái chức vụ. Ông, nếu mà làm một cái sự so sánh song phẳng, ông có thể so sánh những cái điều gì với những ứng cử viên còn lại để mà đồng hương có thể biết được thưa ông? Dạ vâng, chúng tôi nghĩ là cái vấn đề so sánh á, là mình so sánh ở nơi cái khả năng của mỗi một ứng cử viên, cái khả năng, cái uy tín và nhiều cái kinh nghiệm trong quá khứ mình làm được những gì, mình làm được những gì trong cái chức vụ quá khứ mà mình có, hoặc là chức vụ hiện tại mà mình có. Cái đó là những cái mà sẽ cho cử tri biết là họ nên ủng hộ ai và họ nên bỏ phiếu cho ai. Vậy thì sẵn đây thì ông cũng có thể nói một chút xíu là những gì ông đã làm được trong cái thời gian qua trong cái vai trò là ủy viên giáo dục của quận Cam thưa ông? Dạ vâng, về trong cái vai trò mà ủy viên giáo dục của quận Cam á, thì chúng tôi đã trong 4 năm liền có những cái từ khi mà tôi vào cho đến khi mà tôi hết nhiệm kỳ, có rất nhiều lần ngân sách bị cắt giảm, và cái lần sau cùng không phải ngân sách bị cắt giảm không, mà còn bị chính phủ tiểu bang họ dùng một cái mưu kế họ gọi là defer payment. Cái defer payment lần cuối cùng nó lên tới 39%, tức là gần 40% với ngân sách của giáo dục của tiểu bang đó, nhưng mà chúng tôi vẫn giữ để mà không có phải lay off một người giáo chức nào trong cái thời gian đó. Đó, cái đó là mà những cái việc làm hết sức tế nhị và hết sức là phải khó khăn. Cái đó là điều thứ nhất. Và điều thứ hai nữa là
mặc dù cái vùng của mình, cái vùng Orange County của mình mà gọi là hơi bảo thủ, nhưng mà trong khi đó những cái luật lệ tiểu bang đưa ra rất là cấp tiến, nhưng mà chúng tôi vẫn dung hòa được để mà áp dụng một phần nào rất là tế nhị trong cái việc mà áp dụng những luật lệ đó để mình không có gây những cái ảnh hưởng không tốt cho cái nhu cầu giáo dục con em. Và cái điều chính mà chúng tôi làm được, mà chúng tôi nghĩ là chúng tôi hãnh diện đã làm được, là mình đã chuyển giao được những cái quyền hạn cho địa phương họ làm. Vì cái hội đồng giáo dục của County đó nó khác với lại bên hành chánh, là bên phía hội đồng giám sát họ không có quyền gì với City cả. Nhưng mà bên hội đồng giáo dục của County đó, chúng tôi có bổn phận phải trông coi cả 27 cái hội đồng giáo dục địa phương bên dưới chúng tôi. Chúng tôi có bổn phận phải trả lương cho 500 hiệu trưởng cũng như là 39.000 giáo chức. Cái đó là những cái có cái sự liên hệ, rồi mỗi tháng chúng tôi phải ngồi để mà xử những cái thừa kiện giữa cái học sinh hoặc là giáo chức với hội đồng giáo dục địa phương. Đó là những cái mà chúng tôi làm khác biệt với lại bên phía hành chánh. Và trong cái thời gian đó chúng tôi đã chuyển giao được rất là tế nhị để mà chuyển giao thêm những cái quyền hạn để cho địa phương họ làm. Đồng thời mình cũng để ý để make sure là họ làm không có những cái việc mà họ làm không có bị dân chúng, không có bị các học sinh hoặc thầy cô họ thưa kiện nhiều. Và cái đó là những cái mà chúng tôi hy vọng là khi mà chúng tôi vào được Quốc hội tiểu bang, mình sẽ làm được giống như vậy cho những cái cơ quan hành chánh khác, nghĩa là từ City, County với nhau. Mỗi chức vụ dân cử nó đều có một cái đặc điểm riêng. Giữa chức vụ hiện ông đang giữ với lại cái chức vụ thượng viện của tiểu bang là một cái sự khác biệt rất lớn. Vậy thì với những cái thành tích cũng như là các cái kinh nghiệm mà ông đã có từ chức vụ hiện đang giữ đó, ông một cách chủ quan ông có thể cho biết là ông sẽ làm được những gì nếu trở thành thượng viện của tiểu bang, và đặc biệt là những cái điều gì ông có thể làm được đối với cộng đồng người Việt Nam, thưa ông? Dạ vâng, thưa anh, cái điều khó chúng tôi đã từng lên để mà testify cũng như là vận động với Quốc hội liên bang và tiểu bang rất nhiều lần trong vòng 20 năm qua. Và theo cái kinh nghiệm đó chúng tôi được học được là cái khó khăn không phải là mình, cái khó khăn khi mà mình muốn họ làm cái gì theo ý mình đó. Cái khó nhất là làm sao để mà mình giải thích cho họ, mình dùng cái kinh nghiệm bản thân của họ. Nếu mình chỉ nói rằng tôi muốn như vậy, tôi muốn cái điều đó, thì họ chắc cười, họ bảo rằng so what. Nhưng mà nếu mà mình dùng được cái kinh nghiệm bản thân, mình dùng được những cái, mình đưa ra được những cái ví dụ cho họ thấy là có cái nhu cầu đó, và cái nhu cầu đó là thật sự như vậy, chứ không phải là mình chỉ hứng chí mà mình đòi cái đó. Và nếu mà mình chứng minh cho họ thấy cái đó không phải là những cái special interest, những cái quyền lợi riêng tư, mà cái đó nó có lợi chung. Mặc dù chẳng hạn như khi mình xin những cái gì quyền lợi riêng tư cho cộng đồng mình hoặc là cho một cái nhu cầu nào đó, nhưng mà mình có cái khả năng để mình chứng minh, mình thuyết phục họ là cái đó ngoài cái nhu cầu, cái lợi riêng tư nó cũng có lợi chung. Khi mình chứng minh được như vậy đó thì mình phải có cái kinh nghiệm bản thân về từng đã đi làm ở ngoài xã hội, từng đi làm ở ngoài các kỹ nghệ. Mình muốn xin những cái về giáo dục, mình phải có con, có cháu đi học đã nhiều năm, mình có thật sự có kinh nghiệm, mình đưa ra những cái kinh nghiệm đó thì mình sẽ thuyết phục được họ. Cái đó là những cái mà tôi đã khám phá ra trong những cái năm mà tôi làm phục vụ ở trong hội đồng giáo dục. Khi mình tới mình nói chuyện với họ, họ không cần biết mình là dân chủ hay cộng hòa, chỉ cần biết là mình có đưa ra được những cái lý lẽ để mà thuyết phục họ hay không thôi. Thì những cái lý lẽ đó cần phải có những người mà có kinh nghiệm bản thân, thì cần phải có những người mà thật tâm, chứ không phải là mình vô đó mình chỉ nói là chúng tôi muốn cái này là vì cái nhóm của tôi muốn như vậy hay là cái đảng của tôi cần như vậy. Cho tới hiện nay ông đã có những cá nhân cũng như hội đoàn nào sẽ ủng hộ cho cái lần tranh cử này của ông không? Dạ vâng, hiện nay có rất nhiều những cá nhân và hội đoàn đã ủng hộ cho cuộc tranh cử của chúng tôi. Vì mình nhìn vào những cái cuộc tranh cử, nhất là cuộc tranh cử mới đây đó, thì cộng đồng mình đã rất là ở cái vị trí rất là thiệt thòi, vì mình không còn có được, trong vòng 10 năm tới mình không có một tí cơ hội nào để có một dân biểu liên bang đại diện cho vùng lưới ở Sài Gòn, và dân biểu tiểu bang thì cũng thế. Một cái vị dân biểu tiểu bang hiện thời là ông Travis Allen,
ông ấy đã vào và như vậy đó, theo luật mới cho phép ông được ngồi ở trong đó 12 năm, ngoại trừ khi nào mà ông ấy làm những cái điều phạm pháp, những điều rất là xấu xa, tồi tệ mà ông sẽ bị thất cử. Còn nếu không thì đương nhiên là cái việc mình muốn nó loại bỏ họ là một chuyện rất là khó khăn. Do đó cái chức vụ mà duy nhất mà bây giờ cộng đồng Việt Nam mình có thể hy vọng có là chức vụ thượng nghị sĩ tiểu bang mà ông Lou Coria sẽ mãn nhiệm vào cuối năm nay. Đó, nếu mà chúng ta không có một người nào có đủ uy tín, một người nào mà không có tì vết gì về hối mại quyền thế hoặc là tham nhũng để chúng ta đương đầu với lại cái người ứng cử viên dân chủ là ông cựu dân biểu Jose Solorio, thì coi như là cộng đồng chúng ta trong 10 năm tới sẽ không có được một cái chỗ ngồi nào, một tiếng nói nào trong quốc hội tiểu bang và liên bang cả. Do đó có lẽ chúng tôi đi có thưa chuyện với lại những cái hội đoàn, những người thân hữu, quý vị trưởng thượng ở trong cộng đồng, và quý vị đó cũng đồng ý như vậy. Do chúng tôi nghĩ là trong những ngày tháng tới, khi mà cái kết quả, cái thời hạn mà ghi danh ứng cử nó chấm dứt rồi đó, mình đã biết là có những ai chắc chắn sẽ ra ứng cử. Lúc bây giờ chúng tôi sẽ có cơ hội mà trình bày những chi tiết rõ ràng hơn. Ở Mỹ tranh cử thì cái vấn đề không có tiền bạc thì không thể nói tới chuyện tranh cử. Ông có thể cho biết là cho một cái chức vụ như thế này tối thiểu cần phải có khoảng bao nhiêu tiền trong cái ngân quỹ để có thể nói được là có thể tranh cử một cách thành công, và cái dự định gây quỹ của ông như thế nào trong những ngày tới, thưa ông? Dạ vâng, cái chúng tôi có coi lại cái những cái kết quả cuộc bầu cử trước đây đó, thì một cái chỗ như cái chỗ cái hạt 34 của thượng viện tiểu bang, mình sẽ cần khoảng chừng 300-400 ngàn tối thiểu để mà mình nói là mình vận động một cách hữu hiệu. Đó thì cái chúng tôi có cái kế hoạch để mà vận động. Nhưng mà hiện nay chúng tôi xin phép được không có đi vào chi tiết vì nó chưa có ngã ngũ ở đâu cả. Không vào chi tiết, nhưng ông có thể cho biết một cách hơi sơ sơ là số tiền đó liệu rằng là số tiền gây quỹ hay là số tiền của chính cá nhân ông sẽ vận động cho cái campaign của chính mình, thưa ông? Dạ, cá nhân chúng tôi có khả năng để mà tự tài trợ, nhưng mà chúng tôi nghĩ là đây là một cái việc lợi ích chung của cộng đồng. Nó có ý nghĩa hơn nếu mà cái việc này được tài trợ bởi cộng đồng. Do đó chúng tôi sẽ vận động, và chúng tôi biết là cộng đồng Việt Nam mình có thừa khả năng để mà tài trợ những cái đó. Chỉ có điều là mình có thuyết phục được cho cử tri tin tưởng là họ có cái nhu cầu, và mình có đủ uy tín để mình thuyết phục cho cử tri tin tưởng là mình sẽ không có lừa dối họ giống như những lần trước họ đã bị lừa dối. Một cách rất là rõ ràng và đơn giản, ông cho những người ứng cử, những người đi bầu trong lần tới đây, kể cả đảng Dân Chủ lẫn đảng Cộng Hòa, vì sao không bầu cho hai ứng cử viên kia, một Dân Chủ một Cộng Hòa, mà phải bầu chính cho ông Phạm Kim Long trong cái chức vụ này, thưa ông? Dạ thưa, là vì trong quá khứ đó, nếu mà mình nói, tôi không biết là có thêm ứng cử viên nào khác, nếu mà mình nói sớm ra, nhiều khi người ta đưa những cái ứng cử viên khác ra là lại không có lợi. Nhưng mà hiện nay đó, dựa trong ba ứng cử viên mà chúng ta được biết tên ngay bây giờ, thì nếu mà nói là về giáo dục thì không có ứng cử viên nào có cái có một cái phải nói là có một cái record mà bảo vệ giáo dục như tôi đã có đó. Chúng tôi xin không được để nói chi tiết hơn vì nó không có lợi. Và nếu mà nói về ủng hộ cho yểm trợ cũng như là bảo vệ cho cái nền kinh tế ở California, những cái cơ xưởng, thì cả ba ứng cử viên, tôi là ứng cử viên duy nhất mà có cái kinh nghiệm làm việc ở trong kỹ nghệ, các cái ngành kỹ nghệ ở California, và tôi là người duy nhất đã có mấy chục năm kêu bằng raise một cái gia đình, để chúng tôi hiểu được cái khó khăn của những người công nhân, những người của giới làm việc ở California nó như thế nào, làm thế nào để mà mình
để mà mình raise một cái family, làm thế nào để mà mình có những đứa con, mình cho nó đi học trường công, và mình make sure là nó sẽ trở thành những, các em sẽ trở thành những cái người hữu hiệu cho xã hội này. Mình sẽ không phải mắc cờ vì các em phải vào tù, không phải mắc cờ vì các em làm những cái điều xấu xa. Cái đó là những cái mà chúng tôi nghĩ là trong cả ba ứng cử viên thì tôi là người duy nhất có cái kinh nghiệm đó. Kính thưa quý vị khán giả của chương trình Phố Bosa TV, một lần nữa, ngày đầu năm mùng 3 Tết tại hội chợ Tết Cộng đồng, chúng tôi đã nói ngay tới chuyện chính trị, chuyện tranh cử sẽ xảy ra rất sớm trong những ngày sắp tới. Và bên cạnh chúng tôi nãy giờ tiếp chuyện là ông Phạm Kim Long, một ứng cử viên luôn luôn tạo cho bất cứ cuộc tranh cử nào khi có ông tham gia đều thêm nhập màu sắc cũng như là thêm phần sống động. Xin cảm ơn ông Phạm Kim Long rất nhiều và chúc cho ông rất là thành công trong cái lần tranh cử cần này, thưa ông. Dạ vâng, dạ cảm ơn.